Tuy bạn có cầu nhưng không đúng cầu nào hết đó. Cậu sửa lại đáp án nhưng không chỉ tụi mình. Đúng là chơi chó. Nè nè, các cậu khoanh theo mình làm gì bây giờ lại đổ thừa mình vậy hả? Câu nào không biết mình mới coi mà. Không biết mới coi. Bài kiểm tra hết 40 câu, 30 câu tụi mình không biết, tụi mình muốn hỏi cậu. Còn 10 câu còn lại tụi mình khoanh lùi cũng được. Hả? Trời ơi, nói gì nghe mắc địch vậy bà nội. Mấy câu mình chưa chắc các cậu mới sai mà. Còn lại các cậu đúng hết, được điểm bao nhiêu đủ rồi, cặp bi mà đòi điểm cao gì chứ. Đã vậy thì lần sau tao khoanh sai đáp án hết, tới cuối giờ tao sẽ sửa lại cho tụi bay khỏi làm.